Hiếm nơi nào trên thế giới lại có hồ nước độc đáo như hồ Kaindi ở Kazakhstan. Hồ Kaindi nằm trên dãy Tiên San, còn có tên gọi khác là hồ chết, được hình thành sau một trận động đất gây lở đất lớn vào năm 1911. Nước mưa từ các vách núi, thung lũng xung quanh đổ về đây, tạo nguồn nước hình thành hồ Kaindi ở độ cao khoảng 2.000 mét. Sau cả trăm năm, hồ có chiều dài 400 mét và chỗ sâu nhất 130 mét. Hồ nổi tiếng với những cây vân sam đã chết, thân bạc màu, nhô lên khỏi mặt nước, tạo thành khu rừng chìm có 102 trên thế giới. Chúng là tàn tích của rừng cây bị ngập khi hồ được hình thành. Từ xa nhìn lại, du khách dễ nhầm tưởng ở trong hồ là rừng cây mọc ngược khi lá của chúng nằm dưới nước, còn thân cây nhô lên cao như cột buồm. Khung cảnh ấn tượng nhất của khu rừng là phần dưới nước. Thân cây không bị phân hủy. Những chiếc lá vân sam được bảo quản hoàn hảo trên cành. Sau hơn 100 năm nhờ nhiệt độ lạnh giá của nước hồ, hiếm khi vượt quá 6 độ C ngay cả trong mùa hè. Loài cây này có tên khoa học là Picea sprenkiana, có nguồn gốc từ núi Tiên San và có khả năng phát triển đến độ cao 50 mét. Nước hồ trong vắt khiến du khách có thể dễ dàng nhìn thấy khu rừng ở dưới nước này. Sự ma mị mà khung cảnh hồ mang lại càng trở nên rõ ràng hơn khi mặt nước bị bao phủ bởi sương mù hoặc khi hồ đóng băng. Không ít du khách ghé thăm ngỡ mình đang lạc bước vào thế giới siêu thực. Vào mùa đông, nơi đây trở thành điểm đến phổ biến để câu cá hồi và lặn băng. Mọi người tạo ra một lỗ trên băng và nhảy xuống lặn dưới đáy hồ. Hoạt động lặn băng này được đánh giá là nguy hiểm hơn lặn thông thường. Tuy nhiên, với những du khách thích mạo hiểm, việc ngắm phong cảnh siêu thực của hồ Kaindi qua làn nước trong vắt và bị đóng băng phía trên là một trải nghiệm đặc biệt. Dù hồ được biết đến là một trong những hồ nước kỳ lạ nhất thế giới, đến nay điểm đến độc đáo này vẫn có ít khách tham quan. Kaindi thường bị du khách bỏ qua bởi họ bị thu hút bởi hồ Bosu Almatinsko và Konsei nổi tiếng nằm gần đó. Một trong những lý do mà mọi người thường bỏ qua Kaindi là khó tiếp cận hơn vì nó nằm trong một hẻm núi, bên ngoài là đường đất. Việc tới hồ cần đến xe chuyên dụng, di chuyển trên địa hình gồ ghề. Do đó, cho đến nay hồ vẫn giữ được bầu không khí tĩnh lặng. Kaindi trong tiếng Kazakhstan có nghĩa là lở đất. Hồ thuộc vườn quốc gia hồ Konsei giáp biên giới Kyrgyzstan. Nếu tính theo đường thẳng, hồ cách thành phố Almaty lớn nhất Kazakhstan 130 km. Nhưng do hồ nằm trên núi, đường xấu nên du khách thường mất khoảng 5 giờ lái xe và đi bộ để đến nơi. Google Maps không hoạt động chính xác ở Kazakhstan. Người dân địa phương sử dụng công cụ Yandex của Nga để tìm đường. Nếu tính từ làng Sati thuộc vườn quốc gia Konsei, du khách có thể tự lái xe đến hồ cách đó 15 km trên một con đường đất, thời gian di chuyển khoảng 60 phút. Sati không giống như những ngôi làng làm du lịch khác khi không có Internet, trung tâm mua sắm hay quán rượu. Nhưng bù lại, văn hóa, lối sống của người dân địa phương và những trải nghiệm ở Sati khiến nhiều du khách thích thú, bởi ở đây họ có những kỷ niệm khó quên. Thức ăn được chế biến từ nguyên liệu trong vùng, do người dân tự nuôi trồng. Vào lúc hoàng hôn, không gian ngôi làng trở nên vô cùng yên tĩnh, khiến du khách có cảm giác như đang du hành ngược thời gian 100 năm trước. Trong làng có những ngôi nhà cho khách thuê ở qua đêm. Không nhiều người dân Kazakhstan nói tiếng Anh. Họ sử dụng tiếng Nga. Du khách có thể đặt tour tại các công ty du lịch địa phương để được chiêm ngưỡng kỳ quan thiên nhiên, trải nghiệm cuộc sống của người dân bản địa. Nếu bạn muốn thấy mình ở một thế giới khác, dễ tiếp cận nhưng chưa được khám phá hoàn toàn và có nhiều điều thú vị, hãy chọn Kazakhstan, Flavio, người điều hành blog du lịch Adventurous Travel nói. Thời gian thích hợp để đến thăm hồ Kaindi là từ cuối mùa xuân đến đầu mùa thu, vì khoảng thời gian này thời tiết khá ấm áp và phong cảnh ở đây vô cùng đẹp mắt, khiến bạn như lạc vào thế giới bồng lai, tiên cảnh. Đến đây, ngoài việc ngắm nhìn bức tranh thủy mặc dưới lòng hồ, bạn còn có thể chiêm ngưỡng quang cảnh xanh mát của dãy núi Tiên San và những ngọn núi đá đầy tuyết bao quanh hồ. Tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi tham quan hồ Kaindi.